Chào các bạn, bây giờ chúng ta qua bài sử dụng Rebase Statement để thay đổi dữ liệu trong Microsoft Access ha. Cũng tương tự như Statement, chúng ta dùng Update, Table rồi Set ha. Nhưng mà đối với Statement thì nó dùng cái nối là chấm phẩy gì đó thì nó rất dễ sinh ra lỗi và rất khó sửa lỗi ha. Thì đối với Rebase Statement thì nó sẽ làm rõ nghĩa hơn là chúng ta thông qua parameter dùng dấu chấm hỏi ha. Thì chi tiết chúng ta xem này. Chúng ta cũng dùng lệnh là Update cái bảng đó, set ha, cái điều kiện gì đó ha, where cái gì đó ha, thì tất cả này đều là dùng dấu chấm hỏi hết này ha. Thì này chính là parameter, thì thứ tự nó cũng chạy từ số 1, do đó cái chấm tên chấm hỏi này, cái tên bằng chấm hỏi thì đó chính là vị trí số 1 ha. Cái tuổi vị trí chấm hỏi là số 2 và cái mã ha chấm hỏi là số 3 đó. Và tương tự như vậy cái SQ update ha, nó trả về một con số, số này chính là số dòng ảnh hưởng trên nó ha. Như vậy thì ta tạo một cái bài 34 ha để chúng ta test cái phần update như thế nào ha khi mà chúng ta sử dụng Rebase Statement. Ta new bài ha. Này 34. Cho ở đây ha. Finish. Rồi ta cũng dùng trên cơ sở liệu của bài cũ luôn ha. Như vậy chúng ta cũng có gì? Ta bấm chuột phải này. Thư mục ha. Em tạo cho thầy là cơ sở dữ liệu này. Rồi tạo thêm một cái thư mục nữa ha, là library này. Đấy nè. Là chép cơ sở liệu từ cái bài cũ qua ha. Để ta test cho nó. UC access nhân viên ha. Sau đó chúng ta có gì đây? Hai cái gói này ha, cần chân C này. Về, rồi. Ở bài 34 ha. Ta update bài 34 UTF-8 này, project này, property ha. Lưu tay là UTF-8. Và ta test lại coi cho anh ha, coi có không? Không có gì. Là đúng chưa đây? Cho nó cũng ra cơ sở dữ liệu này. Quản lý nhân viên. Trong bài này nó không ra có nó báo lỗi gì? Là cái gì đây? GDBC UBSS. Tức là chúng ta chưa đưa driver vào ha. Ta chép nhưng mà chúng ta chưa đưa vào này. Ta nhớ là bấm chuột phải vào nó ha. Build back này. Add to build back ha. Em chạy lên này. Đó, hết thành công không? Rồi. Giờ chúng ta chọn update ha. Có là trong phần lưu này thì phần lưu nó xảy ra hai trường hợp đúng không? Nên là nếu mà nó là cái mã nó chưa tồn tại thì thành thêm mới ha, còn đã tồn tại thì update, giống như y chang như statement mà chúng ta gặp. Nhưng mà đối với rebase statement thì chúng ta phải làm việc như thế nào thì em xem ha. Tao xử lý cho bút tông. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái hàm là kiểm tra nó tồn tại hay không ha. Vậy ta có này, chúng ta sẽ làm một cái hàm như sau. Bấm lên ha, bool kiểm tra mã ha, kiểm tra mã tồn tại, mã nhân viên ha, kiểm tra mã nhân viên tồn tại này, string mã ha, nhân viên. Thằng gói bình thường nó cũng gì, try catch ha, ta có try catch này, exception ha, as này. Chấm print structure ha. Ta có gì? Ta có là string SQL ha, bằng select này, sao này ha, from này, nhân viên này, where này, mã bằng chấm hỏi này ha. Sau đây em có gì? Rebase statement ha, bằng chấm rebase statement ha, rebase statement chấm set này, string ha, chuyển vô cho thầy số 1, chuyển vô chính là mã nhân viên này, được chưa? Giờ chúng ta có gì là return set ha, iso ha, bằng rebase statement ha, chấm gì, sql query này. Nhưng mà là nếu ha, return set
chúng ta return luôn đi, ta return nó là return recent set à. Chấm .net luôn đi cho lẹ. Đây. Đó. Còn kết thúc này không có thì chắc chắn nó bằng phone nè. Rồi. Đây cái hàm này chính là hàm kiểm tra xem cái nó có tồn tại hay không ha, cái mã đó có tồn tại hay không. Chúng ta dùng repeat statement luôn, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta quay lại phần lưu này. À, kiểm tra phần lưu ha, lưu nhân viên này. À, ta phải chia làm hai rõ ràng ha. Ta có này. Nếu kiểm tra mã tồn tại của TXT mã ha, get test mà bằng phone thì em sẽ dùng lưu này ha. Đây. Kiểm tra tồn tại ha. Bằng phone thì lưu này. À, tồn tại bằng phone thì lưu tức là chưa có đó, còn không chúng ta làm mình chúng ta update này. Còn không thì chúng ta update thì dùng lệnh gì chúng ta có try catch bình thường ha. Try này. Catch exception ha. Ta có gì? Là string ha, SQL bằng gì? Update nhân viên nè. Được chưa? Set tên nè. Bằng chấm hỏi nè. Where mã bằng chấm hỏi nè. Vậy ta có gì? Ta có là repeat statement ha, bằng ha, con chấm ha. Repeat statement. Repeat statement chấm ha, set string ha. Số 1 này chính là TXT tên ha. Get test. Rồi, số 2 chính là mã nha. Vậy repeat statement này set string ha. À, số 2 chính là TXT ha, mã ha. Chấm get test. Rồi. Như vậy là chúng ta đã có được repeat statement thì đó chúng ta gọi là gì? Bằng gì? SQL update đúng không? Repeat statement.sql update. Chúng ta về đây này. Là nếu ha. Nếu mà gì? X lớn 0 thì chúng ta thông tin lại thôi, tức là gì? Xem gì? Xem danh sách nhân viên theo phòng ban ha, mã phòng ban này. Update thành công thì chúng ta sẽ gì gọi lại này thôi ha. Em xem ha. Cần cho nó F11 này. Ví dụ bây giờ chúng ta vào phòng kỹ thuật. Ta thêm một người ha là NV789. Rồi. Nguyễn Văn Ú à, lưu. Có ha. Vậy ta phải sửa này. Thì bây giờ ta phải sửa là Nguyễn NV789 à. Ta gõ nhầm là Ú tức là Nguyễn Văn Vũ. Ha. Ta lưu nè. Em thấy thầy update không? Đó. Rồi như vậy là tới đây thầy đã hướng dẫn xong các em cái trường hợp đó là dùng repeat statement để update một dữ liệu như thế nào ha. Các em nhớ làm lại bài này nhiều lần ha. Chúc các em thành công.